Latvia khôi phục nghĩa vụ quân sự giữa căng thẳng với Nga. Latvia, nước NATO giáp với Nga, thông báo khôi phục nghĩa vụ quân sự bắt buộc trong bối cảnh gia tăng căng thẳng với Moscow vì chiến sự ở Ukraine. Hệ thống quân sự hiện tại của Latvia đã đạt giới hạn, trong khi đó chúng ta không có lý do gì để nghĩ Nga sẽ thay đổi hành vi của họ, Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Artis Pabriks nói với các phóng viên hôm 5 tháng 7. Bộ trưởng Pabriks cho biết nghĩa vụ quân sự bắt buộc của Latvia với nam giới sẽ có hiệu lực từ năm sau. Ông cũng công bố kế hoạch xây dựng căn cứ quân sự gần thành phố Jekabpils phía đông nam đất nước, nằm gần biên giới Nga hơn so với căn cứ hiện tại ở Adazi. Binh sĩ thuộc lực lượng vệ binh quốc gia Latvia Gatis Pri coi đây là tin tuyệt nhất và nói rằng quyết định này đáng lẽ phải được đưa ra sau khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014. Latvia bỏ nghĩa vụ quân sự bắt buộc vài năm sau khi gia nhập NATO năm 2004. Quốc gia chưa đầy 2 triệu dân này nằm giáp Belarus và Nga, có 7.500 binh sĩ tại ngũ cùng vệ binh quốc gia với sự hậu thuẫn của 1.500 binh sĩ NATO. Quan hệ Nga và Latvia cũng như các nước Baltic trở nên căng thẳng sau xung đột tại Ukraine. Lãnh đạo các nước Latvia, Litva và Estonia đã lên án chiến dịch quân sự của Nga và kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine. Ba nước này cũng đã dừng nhập khẩu khí đốt của Nga. Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga, tức Hạ viện Nga, Yevgeny Fedorov tháng trước cảnh báo sẽ xem xét hủy công nhận nền độc lập của Litva, Latvia và Estonia để buộc các nước này rời NATO.